xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Sin Dino. Và các bạn nhìn xem nè, wow, rất là nhiều những các bạn khủng long bạo chúa mới luôn các bạn ơi. Wow, và đây là clip tổng hợp lại những các bạn khủng long bạo chúa gần đây, càng ngày càng to lớn, từ nhỏ đến lớn nha các bạn. Wow, cực kỳ, phải không có từ nào mà để diễn tả được mấy các bạn khủng long bạo chúa mới này của mình các bạn ơi. Cùng với mình kiểm tra lại nha. Cái nhân vật đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là các bạn khủng long bạo chúa phiên bản gọi là xương sẩu các thứ này các bạn. Nói chung là cái phiên bản mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái bộ phận ở bên trong cơ thể của các bạn khủng long bạo chúa này luôn các bạn ơi, bao gồm cả những cái bộ phận bên trong nè, đó là những cái và xương này các bạn, sau đó là những cái lớp da ở phía ngoài để cấu tạo thành một bạn khủng long bạo chúa như thế này. Và phiên bản này là phiên bản có lông vũ nha các bạn, original, ok là nha, rất là đẹp các bạn. Một cái phiên bản tiếp theo mà mình muốn cho các bạn thấy đó chính là các bạn khủng long bạo chúa Jurassic World Dominion phiên bản nhựa cứng các bạn, nhựa cứng mô hình tĩnh có đế như thế này. Đó, cái mô hình này là khi bạn này tấn công thành công các bạn khủng long Gigano thì bạn này đã đứng roar lên cùng với bạn Therizinosaurus của mình. Wow, cái phiên bản này cực kỳ đẹp nha các bạn, và cực kỳ gọi là chi tiết luôn á, rất là thích cái phiên bản này luôn các bạn. Tiếp theo là một cái bạn khủng long bạo chúa của Jurassic World Mattel mà phiên bản mini figure. Nói mini figure chứ thực chất cái bạn này cũng thuộc dạng là to lớn các bạn, nó cũng khoảng 1.5 của mình á, là cỡ khoảng 15 cho đến 20cm nha các bạn. Và phiên bản này có âm thanh ở đây nè. Đó, mình sẽ bấm cái công tắc ở đây. Đó, phiên bản này nó có khớp nha các bạn, có khớp để tạo hình nhân vật. Và phiên bản này là phiên bản tĩnh nha. Rồi, ok, thêm một lần nữa các bạn. Nhân vật tiếp theo là các bạn khủng long bạo chúa xanh lè xanh lát này của mình nè các bạn. Đó là phiên bản của Megazord. Đó, Mighty Megazord. Thì phiên bản này có âm thanh, có chân di chuyển, và thao tác của bạn này sẽ như thế này nè các bạn. Đây. Khá là hay các bạn. Nhân vật tiếp theo là các bạn cam lè này các bạn. Đó, kích thước của bạn này cũng tương đối là lớn nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản Dragon Eye Toy các bạn. Đó, thì bản này cũng có tương tự như các bạn màu xanh lúc nãy, là cái thao tác nó sẽ như thế này. Đó, và nó sẽ há miệng ra để ăn bất kỳ một cái nhân vật nào đó mà nó gặp trên đường các bạn. Wow, rất là đẹp đúng không? Mà phiên bản này nó bị hết pin rồi các bạn ơi. Ở đây nó xài cục pin 2A nè, 3V nha các bạn. Đó, phiên bản Dragon Eye Toy thì khá là chất lượng này, có âm thanh và có mặt thao tác di chuyển khá là ok và chất lượng luôn. Ok. Rồi, cái nhân vật tiếp theo của mình là một bản Mattel khác nữa các bạn. Và phiên bản này cũng là có khớp đàn anh của cái phiên bản khủng long Mattel Mini lúc nãy các bạn. Đó, có khớp rất là mạnh nha các bạn. Và nó có ba cái khúc ở trên đầu như thế này. Đồng thời cái phiên bản này là phiên bản Extreme Dam. Thì phiên bản này sẽ bị chạy xước như thế này các bạn. Extreme Dam là phiên bản chạy xước nha. Mình sẽ to tác cho các bạn xem. Đó, trở lại trạng thái bình thường, đánh nhau với miễn bản khủng long khác sẽ bị tổn thương ở hai bên như thế này, phần bụng đó các bạn, nhờ cái công tắc ở đây. Cái đuôi mình có thể xoay 360 độ và tạo hình cho bạn này cực kỳ chất lượng luôn. So cool thật sự các bạn. Kế đến là cái bộ đôi khủng long mà bị tổn thương như thế này ở phần mặt này các bạn, và phần đuôi. Đó, đó là bộ đôi khủng long đã khuấy đảo những cái clip gần đây của mình. Wow, một cái bộ đôi khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ mà phiên bản này là nhựa cứng PVC có khớp các bạn ơi. Đó, nó khá là giống với phiên bản của Mattel luôn các bạn, nhưng mà không biết là tên gì luôn. Đó, nó cũng có một cái nút bấm ở trên lưng như thế này để mình thao tác các bạn khủng long bạo chúa nè. Wow, rất là đẹp các bạn. Phiên bản này cực kỳ đẹp luôn á, mình khá là thích phiên bản này. Và chơi cũng khá là hay các bạn, nhập vai cực kỳ dễ luôn. Nhân vật tiếp theo của mình là một bạn khủng long bạo chúa siêu to ở bên này các bạn. Đó, có thể bước đi nha các bạn. Wow, à, đó, bước đi và gầm rú nha các bạn.
Và đây là các bạn khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ 30cm của mình đã khuấy đảo những cái clip gần đây của mình các bạn. Bạn này có thể bước đi và gầm rú như một bạn khủng long thật sự, cực đỉnh luôn. Rồi, nhân vật này Jurassic Park Original T-Rex siêu to khổng lồ các bạn. Và phiên bản này sẽ chơi như thế này: quẩy cái đuôi, bấm cái nút, đây là một phiên bản của Mattel rất là đẹp các bạn. Đây là phiên bản mà có thể nói là cực kỳ chất lượng luôn. Và lần đầu tiên mình cầm trên tay các bạn khủng long bạo chúa này, mình thôi chỉ có thể ôm nó mà ngủ thôi các bạn ơi. Trời ơi, sướng cực kỳ luôn á các bạn. Còn đây là cái phiên bản khủng long Mattel mà phiên bản Hammond Collection các bạn. Thì các bạn xem nè, cái phiên bản này nó có mở quát ở trên lưng nè các bạn. Đây là phiên bản của Jurassic World Mattel nha các bạn. Và phiên bản này khá là đẹp và chất lượng luôn. Wow, phiên bản này mình order từ Mỹ về các bạn. Cũng rất là sướng với phiên bản này các bạn. Quá ư là tuyệt vời. Và cuối cùng chính là cái bản Jurassic World Mattel T-Rex phiên bản Dino Escape này của mình. Này các bạn, nhìn xem nè. Thao tác. Phiên bản có thể mở lồng ra như thế này các bạn. Đó, một cái lồng khóa miệng. Đó, mở banh ra làm ba khúc như thế này. Và cuối cùng, bạn ấy sẽ sống chuồng và giải cứu những bạn khủng long khác. Ok là hãy coi lại clip gần đây nhất của mình nha. Đó, mình đã cho bạn này trở về trạng thái ban đầu nè các bạn. Đó, rất là đẹp đúng không các bạn. Ok, nếu các bạn thích video này của mình, hãy cho mình một like và một subscribe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những món đồ chơi về khủng long bạo chúa, khủng long khác trong kỳ Jurassic World nha. Bye bye.